Chiều ngày 17 tháng 6, trong không khí kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt thân mật các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các cán bộ làm công tác thông tin báo chí đã đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trong công tác thông tin truyền thông. Tại buổi gặp mặt, người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí, các nhà báo, những phóng viên báo chí. Chúc đội ngũ những người làm báo cả nước bút sắc, tâm sáng lòng trong, không ngừng đổi mới sáng tạo, đạt được những thành tựu vẻ vang hơn nữa, luôn xứng đáng với niềm tự hào truyền thống gần một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng cuộc gặp mặt báo chí hôm nay có ý nghĩa khi chúng ta đã giành thắng lợi bước đầu trong chống dịch COVID-19. Cùng với chống dịch, chúng ta cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, không để đổ gãy nền kinh tế. Trong những kết quả đạt được về kinh tế xã hội của cả nước thời gian qua, có sự đóng góp của các cơ quan thông tin báo chí, của các phóng viên nhà báo luôn đồng hành cùng Chính phủ trong nỗ lực thực hiện mục tiêu chung của đất nước. Với vai trò người phát ngôn của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chuyển lời cảm ơn của Thủ tướng Chính phủ tới các cơ quan báo chí, những người làm báo đã luôn sát cánh cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đã và sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để báo chí tiếp cận thông tin tuyên truyền, góp phần phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, các phóng viên nhà báo, các cán bộ làm công tác thông tin báo chí. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm thông tin truyền thông phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sẽ dành cho báo chí sự quan tâm hỗ trợ để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tiếp theo.